Công An làm việc với bà Trương Thị Việt Hà từng là bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng. Ông An thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Trương Thị Việt Hà, người từng là bạn thân của bà Nguyễn Phương Hằng, để ghi nhận yêu cầu về việc xử lý đối với hành vi phát ngôn không đúng của bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream trên mạng xã hội. Ngày 13 tháng 3, một nguồn tin cho biết, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã có buổi làm việc với bà Trương Thị Việt Hà, ngụ quận 3, về đơn tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng, 51 tuổi, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam, về hành vi vu khống, xúc phạm danh dự nhân phẩm của mình trên mạng xã hội. Theo đó, buổi làm việc diễn ra vào ngày 6 tháng 3 và Công an thành phố Hồ Chí Minh xác định bà Hà là một trong các bị hại liên quan vụ án bà Nguyễn Phương Hằng, nên mời làm việc để ghi nhận yêu cầu về việc xử lý bà Hằng. Tại buổi làm việc này, bà Hà đề nghị cơ quan có thẩm quyền xử phạt bà Hằng và đồng phạm theo đúng quy định pháp luật. Theo bà Hà, nếu bà Nguyễn Phương Hằng ăn năn, nhận thức được hành vi sai trái thì bà chỉ yêu cầu Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đại Nam xin lỗi công khai. Bà Hà cho biết, từng là bạn bè thân thiết với bà Nguyễn Phương Hằng. Trước đây, bà Hằng có nhắn tin mượn tiền nhưng bà không đồng ý. Sau đó, tin nhắn này bị lộ và bà Nguyễn Phương Hằng đã có những phát ngôn không đúng về bà Hà trên mạng xã hội. Tháng 5 năm 2021, bà Hà gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác và lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Sau đó, đơn của bà Hà đã được Công an thành phố Hồ Chí Minh thụ lý, giải quyết theo thẩm quyền.